Xin chào 500 anh em nha. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi mình đi vòng vòng công trường. Mục đích chính hôm nay là mình cũng muốn giới thiệu đến anh em mình đang cần bán một chiếc solar bánh lớp 130 nha. Trước hết là những anh em mà lần đầu tiên trên kênh của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những cái video nói về những xe cuốc đẹp nha anh em. Rồi anh em ủng hộ mình. Và đây là mình muốn giới thiệu đến anh em là chiếc solar 130 này. Bây giờ mình muốn giới thiệu để bán cho anh em chiếc bánh lốp này nha. Thì con solar 130 này nói chung là ngon thì nó cũng không ngon, nhưng mà vẫn còn tốt. Nói chung là xe đang làm việc nha anh em. Thì cái con solar 130 này thì mình nói với anh em là mình muốn bán cái giá là 240 triệu. 240 triệu, anh em có nhà ấy thì mình có thương lượng nha. Rồi anh em nào cứ thích thì mình cho xem hình ảnh, rồi ok thì xem xe, rồi thích thì mình thương lượng mình bớt. Anh em cứ ok, mình bớt hậu mãi cho anh em, không lo chuyện đó. 8 cái vỏ là còn mới chát luôn nha anh em, xe thì đang hoạt động ok luôn. Xe đang nằm công trường, nhưng mà mình muốn có nhu cầu mua xe đời cao hơn nữa, cho nên mình muốn bán chiếc xe này. Thì anh em cứ tham khảo nha, tham khảo xem qua alo cho mình. Thì số điện thoại thì mình có để trên màn hình từ đầu chí cuối, và dưới phần mô tả vẫn có số điện thoại. Thì anh em nào cần thì cứ alo trực tiếp cho mình. Mình sẽ cho xem qua hình ảnh, hoặc là mình dắt đến công trường để coi xe và thử xe luôn nha anh em ơi.